Con chào cả nhà. Đang có mặt ở trên cồn Mỹ Phước rồi chú anh chị. Hôm nay thì về trên nội đám giỗ rồi chú anh chị. Về tới phải không? Dạ. Cô ba. Sáu ơi. Lên mà chín mấy chín lần trời. Cô giáo nhãn ở đây lên nhà nội. Sáu ơi, con có mua bông. À. Ờ, đẹp quá. Quá sao đẹp luôn. Dạ. 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 Dạ mai lên sao? Bắt con gà nào bắt. Này mời gà mình làm món gì hết trời. Sao mặn với hành. Sao mặn với hành nè. Sáng thì nó ổ. Bác Năm sáng gì bác Năm? Dạ. Bác Năm nấu gì vậy bác Năm? Bác Năm nấu canh hầm măng chiều. Dạ, mình hầm măng hả bác Năm? À, hầm măng. Dạ. Không quá. Bác Năm cũng lên hồi sáng hả bác Năm? Ờ, bác Năm ra hồi 8 giờ. Xuống nghe sao? À, tranh thủ mà chỉ có một cái thì gây cắt ổi rồi vậy thôi chứ sao mà không có đi là sao bay tranh thủ xuống này. Dạ. Không đi nôn nao hết trơn á, chơi đâu phải vừa đâu. Thấy. Coi nghe. Bữa đó thấy quá trời luôn hả sao? Đông quá. Dạ. Đó nha, 19 cái bún. Dạ đúng rồi. Thấy thao bì thấy thèm dạ. Anh làm dinh thao bì muốn không nổi vậy cô ba. Dạ. Vậy ta đỡ như lắm á. Dạ đúng rồi. Phần giờ hút thuốc nam đông quá nữa. Dạ với lại kiểu bắt số cái là đợi tới chiều luôn đó cô ba. Đợi tới chiều á đói dữ lắm. Mình bữa tới 7 giờ tối hay sao? Bởi vậy đi hả bác. Dạ. Để tội nghiệp quá ha. Dạ. Cũng là y tá. Mà tội nghiệp mấy y sĩ rồi đó quá trời. Mấy người đó ở đâu mấy bác sĩ ở đâu? Mà bên chợ thì người ta đứng cái bọc bên chợ thì ta làm có buổi à mà mình dưới làm cái tối nhà mình nha là cái bọc vàng đó cái bọc vàng đó dạ ở dưới là chừng nào có ta cũng có buổi ta nghỉ dạ. Ở dưới là chừng nào hết khách thì thôi đó sao làm hoài dạ mình làm hoài còn ở trên này có gì có mà điện ta cũng như cái lực chúng ta ra như vậy rồi thì tới những buổi đó là ta nghỉ rồi. Trời nóng nhiều quá ha chứ. Dạ, ai làm cũng được. Sao xào thịt gà, xào gừng. Dạ. À, để cúng bằng chịu. Mình xào mặn đó ha sao? À, xào mặn. Gà, xào gừng. Thơm quá đó rồi. Vậy là mình có mình cúng mâm chiều là xào mặn với canh măng à, dạ. Xào đậu que mình xào thịt cho săn trước rồi mà mình phải xào đậu que hết đó. Mâm chiều là mình có ba món, món canh với lại món mặn với lại món xào. Dạ cái đó con thấy quá thịt à. Đậu que hình như có chút xíu hay gì đâu. Ủa chín ở đây cà phê nổi nhóc luôn chín. Quá trời luôn. Ủa thấy ham quá à. Anh hỏi giùm kìa. Dạ một đàn luôn. Ừ phía ngoài sau này chín đang dọn cô chú chị. Bắt cái nồi này để xíu nấu đồ ăn. Để hình ra đây hình quay cái cây cầu cá miền Tây cô chú anh chị xem. Ở trên này còn cây cầu cá chứ anh. Ở dưới con dọn luôn rồi. Dạ, chắc nữa bắt lại. Hồi bữa con làm cái hồ cá mini á rồi con làm cây cầu cá kiểu nhỏ nhỏ. Dạ. Này là cái cầu cá thiệt. Mấy con cá tài tượng quá trời luôn cô chú anh chị. Dạ, ở quê mình là
Còn cái cầu này không à. Ồ. Cái bầy cá tài tượng này mau lớn quá chín. Cây ổi của chín nó bự quá trời bự luôn. Ổi của chín bự hơn ổi của con quá trời luôn. Dạ. À chín đôn hàng giữa ha. Đôn chín giữa lại. Dạ. Dạ. Đi mày đám gì chứ? Dạ. Con làm ơi, mình cúng mấy mâm mà. Dạ, ấy mình nè. Dạ. Mời là mình có mời. Dạ. Mời chắc mẹ con với chồng mới lên quá. Anh Vũ ơi, cái này là lá cẩm không Vũ? Cái đống này là lá cẩm phải không? Cho em xin lít nha. Bây giờ là hai chị em đi hết dưới. À xuống đường không mấy ai hay là qua bên kia kìa. Chị hết lá cẩm hả? Dạ dạ chị hết đi. Anh mình ngắt cái đọt là được rồi đúng không? Không chị sợ. Không biết ngắt cái ngắt bị la. Đây là lá cẩm. Lá cẩm này người ta hay nấu xôi ha ý. Mà thơm thì có màu thiên nhiên nữa. Dạ, đúng rồi. Bên chị giờ cũng hiếm lắm nha. Hồi nãy ý nói mình về mình làm cái gì ấy? Dạ em về mình đổ câu á chị. À đổ câu câu. Dạ. Ở dưới quê mình xài màu thiên nhiên không? Dạ. Cầm cho nha. Lá cẩm của hai chị em nãy đi bẻ giờ về cái mình nấu nước rồi mình lấy mình đổ rau câu á cô chú. Ý ơi nó ra nước rồi nè ý, nó ra màu đẹp quá à. Đúng rồi giờ nè ai đẹp nha. Bắt đầu mình dọn lên nữa, mình dọn cúng lên cúng quá con. Dạ. Dĩa cào của mình hấp dẫn. Mấy cái này là huyết thôi chứ. À đúng rồi, huyết của gà đấy. Gà hầm măng. Hầm măng. Có bộ gà nhiều hơn măng. Dạ đúng rồi. Bộ gà nhiều hơn măng. Bút lên tôi thấy gà không vậy ta. Bộ gà nhiều hơn măng ạ. À. Mà thường mình lên mình ăn măng nhiều hơn ăn gà. Dạ. Em cũng ưa măng lắm nha. Ừ. Măng tính ra làm được cũng nhiều món ngon lắm á chứ. Đúng rồi. Măng. Ở miền Bắc người ta còn chế thì mấy món mịn này mình không biết nữa. Dạ mịn này có xào bánh xèo rồi ha, đỏ bánh xèo, bánh xèo vịt. Hấp dẫn quá. Bé Năm nghe tụi em đổ rau câu cái bé Năm đi nạo dừa. Thấy chú bắt làm chai giỏi. Bé Năm giỏi quá à. Ổng nói ủa cái nào á đâu có nhất thiết bếp đốt là phải phụ nữ đâu. Trời ơi mình ớt hóc thì mình làm tiếp vợ mình đi. Người đàn ông trên gương mẫu. Người đàn ông của gia đình luôn. Mình ớt hóc mình làm gì? Mình làm tiếp vợ mình đi. Ở đó mà xanh nặng chi. À mấy bạn nghe chị Trinh khen không? Bé Năm nọ hai trái dừa hả bé Năm? Ba trái. Ồ ba trái luôn hả? Dạ. Thế để lại ôm gì không có ôm gì không. Bác Năm tính âm hả? Chú tính mua ấy rồng bò rồi thịt bò ấy rồng bò nói ngoài. Dạ cái đâu có để nó cũng vừa. Chú Chính với anh Thành đi mời vòng vòng phải không bác Năm? Ừ về tới gần về rồi. Dạ nãy giờ mời cho bác gì ăn chánh. Dạ là mình đi hướng lên trên này hả bác Năm? Dạ. Dạ. Ê, lấy cho biết ta chùi. Dạ, cô ba thường lắm giỏi với quê mình là phải có mâm chiều trước không cô ba? Ừ. Dạ. Miền Tây. Để đi ly xích vô chút. Rồi về đây cúng kiến đây, cha cũng cảm ơn chính nguyên, vú cũng cảm ơn chính nguyên. Thank you.
Chương Miền. Cha con cũng về đó. Cha cũng cảm ơn Chương Miền. Hộ hộ. Cái này đi lâu dữ ta. Đi quan trọng lắm nha. Đó, quan trọng lắm. Đang lên cúng rồi ha. Dạ, đang cô ba đang cúng. Có cả cứ cúng chờ thành lên không? Dạ. Hai bạn không? Cũng mấy anh em có được mới chén này. Dọn cỡ chục nữa đi anh. Không đại đâu. Cúng rồi cô chú chị giờ cần dọn ra. Sớm biết là ăn. Dạ. Chính ơi, chính múc thêm hả vậy chính? Múc thêm thôi. Múc thêm mình dọn ra hai bàn. Dạ. Đây, ăn con đi. Chứ để chế lên ăn thôi chứ. Nó kêu gấp con. Có đi. Chị Tuyên Tâm ơi. Rồi gấp lên nè. Dạ thơ. Dạ thơ gì lên. Dạ thơ. Ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi. Ngồi bên tao cũng được. Sao vậy với con mà cười dữ vậy ta? Được. Dạ, sáng hồi luôn đi sao? Dạ, bác Tư, bác Năm ơi, ra ăn luôn đi, bác Tư, bác Năm. Dạ, cả nhà dùng cơm với gia đình. Giờ cúng xong rồi dọn nha, rồi con cũng mời cô chú anh chị dùng cơm nha. Bác Tư ngồi đi, bác Năm. Bác Năm ngồi đi. Ngồi luôn chính thôi. Con ngồi lại chúng lại ăn hết trơn đi. Món nào cũng ngon, món nào cũng hấp dẫn. Con Con mời cả nhà mình dùng cơm nha. Mời cả nhà mình dùng cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Món nào cũng vừa ăn. Cơm xong rồi. Cái bà này ăn ngon dở vậy, mấy bà này đi bu vậy ta. Cô mua măng mới bên đây cho nó còn có măng nữa mới rắn trong vườn ra đây, giờ đem qua chị xới ở trên mình nó làm bà nội tôi làm cho nó tôi không biết nữa. Mua à? Không mua em thôi, nó ra được thành đó đi, nó cần đi chợ rồi nó liều mạng với bạn. Mày thì mời bớt mày với Tư đi chợ mua cái bà Tư thì chịu cái trái thì trái bự. Mày thì cái non nhỏ, chịu. Cà phê là phải cái non nhỏ mà nó ớt. Mày thì mà Tư mà chịu cái bự thì. Bự thì bếp nó không có hổ. Nó già. Mà phải cho chịu ăn vậy. Nãy giờ thì mình cũng ăn cơm xong rồi cô chú anh chị tiếp tục bắt tay vào việc. Thư bữa nay lên đây cho đảm nhiệm nồi rau câu hả Thư? Gần được chưa Thư? Rau câu này là rau câu gì thôi? Rau câu giòn. Giòn hả? Dạ. Ở phía bên này là thấy có nước cốt nè. Cái nước qua đậu biếc á em. Cái này là lá cẩm. Lá cẩm hả? Ừ, lá dứa. Ủa lá dứa, lá dứa mình xay ra mình lấy nước hả chị? Đúng rồi. Cái này thì mình nấu, mình lấy nước. Dạ. Nấu cho kẹo kẹo đó. Bữa nay là mướn rước thợ đổ rau câu từ phía dưới như vậy. Cô Lâu Dung. Dung lên đó nha. Không phải là chân giỡn đâu à. Nãy giờ cô chú cũng lại cô chú anh chị ở trong này Thư đổ đổ rau câu
Trời ơi, đổ cái gì xấu quá trời xấu rồi. Chị. Đây nè. Sao vậy chị, tâm huyết của em mà bị chê nó giờ không ai chê chứ không nên chê á. Đổ gần 2 tiếng vậy đâu mà xấu quá. Ngày mai mà anh làm bài em một cái. Là em cầm cái máy quay lên. Chủ yếu là ngon thôi. Ở nhà ăn mà đâu có đi bán đâu à. Quan trọng là nó ngon á. Này nhỏ. Ủa cái đó là cái gì em? Dạ. Màu đó hả? Màu lá cẩm nè. Ồ, màu lá cẩm pha ra đẹp cái gì đó hả? Mét bao top 1. Để dầu sôi rồi đó. Sôi lá cẩm nha. Sao rồi Sáu gọi chưa Sáu? Chưa. Sáu rồi anh Thành chê con quá trời đẹp ha. Anh Thành trời. Chờ hả? Vậy. Dạ, cái màu lá cẩm này đẹp ha. Dạ, cái màu lá cẩm này đẹp quá. Không, cái màu đậm quá không đẹp bằng này đâu mẹ ơi. Dạ đúng rồi. Nắm giữ không? Nắm giữ nó mới dính nha. Để dạ. Quạt không được nắng đó. Được cục màu gì? Xíu nữa rồi ha. Giờ này thì mình chỉ công chuyện thì cũng làm rồi hết trơn của chú anh chị. Và chỉ còn có đổ rau câu nữa là xong rồi. Sáng thì chắc là phải thức sớm rồi. Thường ở trên nội đám dỗ là thấy là tầm khoảng 4 giờ ngoài 5 giờ là mấy bác với mấy cô là thức hết trơn rồi. Ủa Sáu hồi 6 giờ chánh ngủ hả? Ừ. Sáng sao xuống? Ừ, 6 giờ chánh xuống đồ chai. À, mời cúng đồ chai hả sao? Ừ. Dạ. Năm nào cũng vậy đó thì ông cúng bà ngoại nội ông nội cũng vậy chứ. Dạ. Giờ này là mình cũng làm gọi trần hay sao? Có làm đâu, nó đem về còn dụng tủ lạnh kìa. Mà đồ mặn ở đây là làm gọi trần à. Dạ. Sáng còn nấu nướng tí đồng hồ xong rồi. Dạ. Giờ chắc Hành cũng xin phép là kết thúc video ở đây luôn cô chú anh chị. Rồi hẹn cô chú anh chị tiếp tục phần 2 là sáng ngày mai. Sáng mai gia đình mình sẽ thức sớm. Thì ngày mai cô chú anh chị đón xem là coi đám giỗ miền Tây ở gia đình ở quê nội của Hành như thế nào nha. Còn giờ thì cũng tạm biệt cả nhà. Bye bye.